Bây giờ là Bích Liên có một người khách ở rất là xa. Alo. Hello, bây giờ Bích Liên xin mời Tuyết lên tiếng chào quý thính giả của chương trình làm đẹp của Bích Liên đi. Dạ, em kính chào quý khách. Em tên là Tần Thị Tuyết. Em ở đây, em có xài mỹ phẩm của Bích Liên cách đây khoảng được 6 tháng. Thì da mặt em thì nám rất nhiều, nhưng mà từ ngày em xài cho em của chị Bích Liên thì em rất là hài lòng. Da mặt của em thì đã bớt rất là nhiều, 8% bớt cái nám của em. Và em có giới thiệu những một số chị em, bạn của em và trong gia đình của chị, mấy người chị của em cũng đã có xài kem của chị Tuyên. Thì những người nào không có nám thì da mặt ngày càng đẹp và mịn màng. Thì hiện tại giờ thì trong năm chị em của em thì xài hết tất cả. Và bây giờ thì em đã có thêm những người khác, bạn bè của em thấy thì gia đình của em xài rất là đẹp, nên ai cũng có hỏi và cũng có đang trên đường để mà mua của em của chị Tuyên xài trong thời gian này. Và đã uy là nọc quay á, anh là Mỹ Đức kêu nọc quay trình á. Rồi, Tuyết cho Bích Liên xin phép hỏi Tuyết là thì bằng cách nào mà Tuyết biết được cái dược mỹ phẩm này nó tốt mà Tuyết đã có niềm tin cũng như Tuyết dùng vậy ha? Xin chị là em có một người chị của em ở bên Đan Mạch, thì chị em chỉ mới thấy có một người chị khác chị xài, rồi chị mới nói với em, rồi các em cũng có cái lòng tin, nhưng mà mình phải thử mình mới biết, cho nên em mới mua thử ra lại. Thì trong thời gian mua thử lại trong vòng 2 tuần lễ thì em thấy da của em nó thay đổi, thì em mới mua giùm cho chị em. Thì hai người chị của em, sau đó hai người chị của em, được sau đó nữa hai đứa em của em luôn. Thì bây giờ 5 chị em của em trên đường xài kem của chị. Tuyết ở Âu Châu rất là xa. Cảm ơn Tuyết rất là nhiều đã có niềm tin ở dược mỹ phẩm EV Princess này. Khi nào mà Tuyết có dịp nói chuyện với một người bạn nào mà ở bên Denmark mà giới thiệu cho Tuyết đó, thì nói chị Bích Liên gửi lời cảm ơn người bạn đó nha. Chị Bích Liên cũng chưa biết mặt nữa, nhưng mà đến bây giờ Tuyết với chị đó đã order hàng với nhau mà chị em mình cũng chưa biết luôn. Phải nói là đây là một cái điều cùng sung sướng hạnh phúc khi mà một người khác cũng như Tuyết ở xa mà đã đặt cái niềm tin ở sản phẩm này, dùng đẹp cho chính Tuyết rồi mà Tuyết còn mua cho những 5 chị em trong nhà rồi bạn bè nữa. Cái điều đó làm cho Bích Liên rất là cảm động. Đặc biệt là Tuyết cứ gọi qua điện thoại phải trả tiền long distance mỗi lần mà Tuyết gọi qua hay là mua hàng đó thì rất là tốn tiền, mà Tuyết không có ngại, phải không? Tại vì em cũng không có phải là ngại gì, nhưng mà mình cái gì mình đẹp, mình làm đẹp thì mình phải giúp cho những người khác cũng muốn đẹp như mình. Nghĩa là trước kia chắc chắn là Tuyết đã dùng qua những loại kem khác rồi phải không? Dạ, em đã có dùng rất nhiều loại kem nhưng mà không có kết quả. Nhưng em thử kem của chị thì em thấy trong vòng 2 tuần nó thay đổi, và kết quả sau 1 tháng là em đã thấy da của em rất là hài lòng, đẹp và hơi đẹp, nhưng mà nó giúp cho em không có cái những cái vết nám mới nó trở lên, nhưng mà nó càng những cái nám cũ của em đã có lâu nó đã càng ngày nó đi, nó mờ đi nhiều, rất nhiều. So với những sản phẩm khác thì sản phẩm này nó nhanh hơn và tốt hơn nhiều phải không ạ? Dạ, nó mỗi ngày nó thay đổi mỗi ngày. Chị cảm ơn, phải nói là người phụ nữ mình ăn cũng quan tâm đến sắc đẹp của mình phải không Tuyết, dù cho xa xôi ngàn dặm mà Tuyết vẫn order hàng dùng như vậy. Dạ, em sẽ sẵn sàng. Chị có, em nghĩ chúng có tương lai cũng có nhiều người cũng nhìn chị em xài, thì cũng có nhiều người mà muốn thử kem của chị, thì em sẵn sàng em cũng giới thiệu cho để những người bạn mà ai cũng muốn hỏi cho em, thì em cũng sẵn sàng để chỉ với chị thôi, mà để mà giấu giếm những phần đó, chị thấy không? Phải nói là khi một cái sản phẩm tốt quá, khi mà Tuyết dùng đẹp thì Tuyết giới thiệu cho bạn bè, cái điều đó là một cái điều rất là quý, tại vì mình không có ích kỷ, mình giới thiệu cho bạn mình để cùng đẹp với nhau, thì đây là một cái niềm tin để cho mọi người biết được là cái sản phẩm này tốt. Tại vì Tuyết ở rất là xa, chị ở bên nước Mỹ mà Tuyết ở Na Uy, thì cái khoảng cách đó nó rất là xa ngàn dặm, mà Tuyết có niềm tin cũng như đã có kết quả rồi. Thì bây giờ trước khi mà chị em mình chào tạm biệt thì Tuyết có thể có một lời cuối cùng để mà thưa với quý thính giả là cái sản phẩm này Tuyết đã dùng qua cũng như Tuyết rất là thích như thế nào đó Tuyết. Cuối cùng thì em nói là em nói chị cũng phải nên là thử mà mới biết là cái sản phẩm nó như thế nào, chứ còn nếu mà em nói thì bằng tin đài thì mấy chị không có tin cái chuyện như em nói, nhưng mà có xài thì mới có biết. Thì em hy vọng là mấy chị cứ mua thử đi, rồi thì với em là em đã xài rất là nhiều mỹ phẩm, nhưng mà em không có hài lòng bằng khi cái mỹ phẩm của chị Bích Liên mà đã em sử dụng trong số mấy tháng nay, nhưng mà da mặt của em rất là hài lòng, cho nên em không bao giờ em thay đổi những cái sản phẩm nào ngoài ra sản phẩm của
chị Bích Liên. Cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Dạ, thì em thấy những cái nhà niềm tin của em, nhưng mà em có xài qua thì em mới biết là cái mỹ phẩm của chị nó quá là lượng nó rất là cao, cho nên nó hả mọi người thấy địa vị của em, những vị của em thì không có ai bị nám, nhưng càng rất thì càng đẹp. Nhưng riêng em thì bị nám, nhưng mà em thấy đã em đã rất là em bớt rất là nhiều, cho nên em phải tiếp tục. Em nghĩ một thời gian nữa thì có thể là da mặt của em cũng đẹp như là vị người em của em hiện tại bây giờ. Đúng rồi, tại vì khi mà Tuyết bị vết nám đó nó lâu năm rồi thì nó sâu hơn, và khi mà Tuyết thấy nó kết quả cũng mỹ mãn như hồi nãy Tuyết có thưa là 80% đó, thì 20% còn lại tương lai từ từ nó sẽ hết. Khi mà nó hết rồi thì nó sẽ giữ được làn da trẻ lâu dài hơn. Vậy thì Tuyết cứ Tuyết cứ tiếp tục dùng, thì chị sẽ cố gắng chịu khó để mà gửi đi hàng cho Tuyết, để tất cả các chị em phụ nữ bên Na Uy có làn da thật là đẹp, mình đi ra ngoài mình tự tin hơn, phải không Tuyết? Dạ đúng rồi chị. Mình đẹp thì mình muốn là thấy là hạnh phúc cái của mình chứ chị, cái tự tin và cái hạnh phúc nó rất nhiều. Cho nên em cũng em sự thật là lòng của em có sao cho em nói vậy. Thì mỹ phẩm của chị em rất là, khi em xài em mới biết là cái kết quả nó đã như thế nào cho em, nó đã sẽ đến. Em nghĩ một ngày nào em da mặt em cũng trở lại như ngày xưa, như là em còn chưa có bị nám. Thì đối chung em thì em bị nám là hơn 10 năm nay rồi. Khi em xài rất nhiều loại kem, nhưng mà không có kem nào giúp cho em được hết, nó càng ngày nó càng nổi ra nhiều. Nhưng mà kem của chị thì em không thấy nổi, mà lại thấy là đốt rất là nhiều, 80% như theo em đã nói với chị. Chị cảm ơn Tuyết rất là nhiều đã bỏ thời gian từ Na Uy mà gọi qua đây để tâm sự cùng quý thính giả của chương trình Làm Đẹp của Bích Liên với dược mỹ phẩm Bifi Princess. Chị chúc cho Tuyết lúc nào cũng vui. Cảm ơn chị Liên nhiều. Em chúc cũng cho quý khách để nghe những cái gì em nói, thì em hy vọng là quý khách và thử kem của chị và những có một làn da đẹp, cũng như là em đã hy vọng phần của em, và em đã thấy nhiều chị của em đã ước mơ và đã sẽ thành sự thật. Rồi, cảm ơn Tuyết rất là nhiều. Okay. Tuyết cho chị Bích Liên gửi lời thăm tất cả các chị em trong nhà, nhất là năm chị em đã dùng qua EV Princess, cũng như bạn bè Tuyết đã dùng và những người giới thiệu cho Tuyết luôn nha. Cho chị chuyển lời thăm và cảm ơn họ nhé. Dạ, cảm ơn chị. Em chào, bữa nào chị em mình nói chuyện lại. Rồi, chào Tuyết.